Sau 2 ngày ngồi lọc cật lực, dầu vẫn chưa xong, nhưng mà tranh thủ nghỉ ngơi tí, cho vớt khoảng 1-2 vợt nhỏ vào quay cá con. Sau 2 ngày lọc thì loại bỏ cũng phải đến, chắc phải đến ít nhất là một nửa, thậm chí chắc phải là 3/4 gì đó. Mình cũng không khẳng định được, bởi vì cứ mỗi bát đến hàng trăm con cứ cho vào cho cá to ăn luôn, mình cũng không biết số lượng nó là bao nhiêu, nhưng mà cái số lượng còn lại cũng rất là nhiều, chắc là cũng phải cỡ hơn 1.000-2.000 con nữa. Tất nhiên là mới là lọc được những lỗi lớn thôi, bởi vì có mình là chủ yếu là các dị tật lớn như cụt đuôi, dính đuôi, lệch xương sống, rồi những con quá nhỏ nữa cũng bỏ hết, thì số lượng còn lại tương đối nhiều. Đây vẫn đang tiến trình đây. Đây cái xô, còn xô này nữa, đây lọc xong một lượt đầu. Đây cái số ngày hôm nay lọc đây, còn số ngày hôm qua còn nhiều lắm. Hai chậu, chậu này thì hơi bẩn này, nhưng còn rất nhiều. Giờ đã lọc qua rồi. Bọn cá to hôm nay được ăn đây, bây giờ trong bể vẫn còn rất nhiều, vì ngày hôm nay mình lọc nhiều lắm. Đây đã ăn từ hôm qua đến giờ rồi, mà trong bể anh em nhìn còn nhiều lắm. Đó. Mà đúng là ăn thức ăn này cá rất là sung. Lúc nào có món này cho cá to ăn thì tốt. Đây, còn đây là đàn mới nở mấy ngày, nhiều lắm luôn mà chưa có chậu to để cho ra. Anh em nhìn này, đó, trông nó như bọ gậy ấy. Rất là nhiều. Đó, nhìn này, đấy, anh em nhìn kỹ chưa, nhiều lắm.